Vâng, xin chào mừng các bạn và anh em đã quay trở lại với kênh của Phụ Tùng Mitsubishi An Việt. Ngày nay mình xin giới thiệu các bạn và anh em, đây là mặt ca lăng. Mặt ca lăng của dòng xe Mitsubishi X-Wander phiên bản 2019-2020. Mình thanh lý cái mặt ca lăng này. Lý do vì sao mặt ca lăng thanh lý hàng này, hàng xịn chính hãng nha, nguyên bản không gãy vỡ. Tất cả mọi thứ đều còn nguyên vẹn luôn. Đấy, các bạn nhìn răng, mọi thứ rất còn nguyên vẹn, easy, không có một gãy vỡ, không gì cả. Rất là chuẩn luôn, hàng xịn chính hãng, cam đoan xịn chính hãng 100%. Nhưng trong quá trình khi về thì anh em mình để này, nó bị hơi xước cái này một tí này. Đấy các bạn nhìn này. Thật sự là những người nào rất kỹ tính thì hơi xước một tí. Đấy. Hơi cái này một tí phần mạ thôi. Đấy, vì cái đầu này hơi mạ, hai cái đầu nó hơi mạ một tí. Đấy, hơi phần mạ một tí xíu như thế này. Tức là khi chọc xuống nó hơi xước cái phần mạ này. Và giá thành rẻ đi được hơn một nửa so với các bạn mua hàng xịn mới không bị xước như này, không ảnh hưởng một cái gì cả. Tự nhiên chúng ta tiết kiệm được mấy tỏi. Đấy thì là anh em sẽ chạy Grab, chúng ta cũng tiết kiệm được khá là nhiều khi mà anh em chạy xe này. Các bạn cần thì các bạn vui lòng đến Phụ Tùng Mitsubishi An Việt, website phụtungmitsubishi.vn.